khoảng cách giữa người bắt và người chạy quá gần với nhau, nên các bạn chỉ nhổm lên bước một bước và đã tập được mọi người được rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ chơi kiểu là chúng ta sẽ gọi tên một bạn bất kỳ, có thể xa khoảng cách của mình, con sẽ đứng ở khoảng cách nào đó nhất định. Đầu bên kia và sẽ gọi bất cứ một bên bạn nào mình biết trong nhóm của mình thì bạn hãy đứng lên chạy. Chứ nếu mà cứ đi từng chỗ và đóng tận nơi để chọn thì rất là khó. Bạn đứng ở giữa này, người bị gọi tên sẽ là người đuổi. Nếu bạn bị gọi tên đứng dậy không đuổi kịp con thì con được về chỗ. Nếu bắt được con thì con có thể chơi tiếp. Đúng rồi. Còn nếu không, cái người mà bị gọi tên, ví dụ nhá, cô Loan sẽ gọi tên bạn Phong chẳng hạn. Bạn Phong có thể là người đuổi cô Loan, con chạy một vòng, chạy với chỗ Phong. Nếu bạn Phong không đuổi được, bạn Phong phải lên đi đứng. Còn bạn Phong đuổi được thì cô Loan vẫn bị đứng ở đây, hiểu chưa? Được chưa? Thế bây giờ bạn Lâm sẽ gọi tên một bạn bất kỳ. Thì bạn bất kỳ sẽ làm gì? Đúng rồi, đuổi bạn Lâm. Bạn Lâm bắt buộc phải chạy một vòng nhá. Chạy theo chiều kim đồng hồ, được chưa? Mấy bạn Lâm này cũng cần trừ tiền không?